chị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Biết để làm đúng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Thưa quý vị và các bạn, tranh chấp đất đai là dạng tranh chấp phổ biến, phức tạp. Do đó, để giải quyết tranh chấp đất đai, cần phải xác định được các dạng tranh chấp. Việc xác định chính xác dạng tranh chấp đất đai có ý nghĩa quan trọng nhằm xác định chính xác việc đương sự có quyền khởi kiện tranh chấp tại tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự hay tố tụng hành chính. Tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân hay Ủy ban Nhân dân các cấp, xác định thời hiệu khởi kiện, đồng thời là cơ sở để xác định trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp. Để xác định tranh chấp thuộc dạng tranh chấp đất đai nào, ngoài các quy định của luật đất đai còn căn cứ vào các quy định của pháp luật tố tụng dân sự để xác định ai kiện, kiện ai, kiện về vấn đề gì và kiện như thế nào để xác định. Theo đó có các dạng tranh chấp liên quan đến đất đai như sau. Tranh chấp xác định người có quyền sử dụng đất. Đây là tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng đất không liên quan đến các giao dịch về đất và tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất. Về bản chất, khi giải quyết các tranh chấp này, tòa án phải xác định quyền sử dụng đất thuộc về ai. Đối với dạng tranh chấp này thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện. Các tranh chấp phổ biến trong trường hợp này là tranh chấp về ranh giới đất liền kề, tranh chấp lối đi, cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng bị trùng diện tích, người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chủ cũ đòi lại đất, hoặc chủ cũ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng người sử dụng đất cho rằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không đúng. Như trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Ngọc Lợi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Bà cho biết từ năm 1980 thấy có khoảng đất trống cặp quốc lộ 30. Gia đình bà cất quán để buôn bán. Đến năm 2006 thì phần đất này lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác. Không đồng ý với việc cấp giấy chứng nhận này, hai bên phát sinh tranh chấp và khởi kiện ra tòa. Tôi mong nguyện cấp thẻ đỏ cho bà hiểu, trong khi đó nhà tôi đang ở mà tôi không hay biết gì hết trơn. Mà cô không có mời tôi, mà cô không có người tứ cận gì ký hết. Rồi thưa tôi ra tòa, xử tôi thua người dở quán thôi. Tôi khiếu nại tới bây giờ. Tranh chấp liên quan đến các giao dịch về quyền sử dụng đất. Đây là loại tranh chấp đang diễn ra khá phổ biến hiện nay. Điển hình như tranh chấp về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trong đó, các bên yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, công nhận hiệu lực của hợp đồng, tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu. Bản chất của tranh chấp này là tranh chấp về hợp đồng dân sự. Chính vì vậy, thời hiệu khởi kiện được áp dụng như đối với thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp về hợp đồng nói chung. Cụ thể, theo quy định tại Điều 429 Bộ Luật Dân sự năm 2015, thì thời hiệu khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 3 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Trong những năm qua, thì tòa án tỉnh Đồng Tháp thì thụ lý giải quyết các cái loại án, nhất là tranh chấp dân sự thì đều tăng, năm sau thì tăng hơn năm trước, đặc biệt là các cái tranh chấp mà về các cái liên quan đến đất đai và các cái giao dịch về dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất, cụ thể là cái tranh chấp về cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cũng có gia tăng. Cùng với sự phát triển kinh tế thì người dân họ cũng thực hiện cái việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì trong cái quá trình thụ lý giải quyết các cái tranh chấp liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cũng gặp rất là nhiều cái phức tạp và cái tranh chấp cũng đa dạng. Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, thông thường đây là các tranh chấp yêu cầu phân chia di sản thừa kế. Bản chất của dạng tranh chấp này là tranh chấp thừa kế có đối tượng là quyền sử dụng đất và tòa án phải xác định ranh giới đất để phân chia. Thời hiệu khởi kiện đối với dạng tranh chấp này được áp dụng như thời hiệu khởi kiện các tranh chấp về thừa kế tài sản đối với bất động sản là 30 năm. Thì để hạn chế cái việc phát sinh những cái tranh chấp này thì chúng ta sẽ thực hiện các cái bước khi trước tiên là như phát sinh liên quan đến việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì chúng ta phải quan tâm đến vấn đề như là cái việc diện tích đất như thế nào, đất thì do ai đứng tên trong cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các bên khi mà mua bán đất phải đến thực địa để xem cái thực trạng đất coi ai đang sử dụng, hoặc là các bên giáp ranh như thế nào cho nó rõ ràng. Khi sử dụng đất thì các bên đã được cấp nhận quyền sử dụng đất lâu rồi thì có những người là không có xác định được ranh,
không có ký giáp ranh. Thì do đó khi chúng ta muốn ổn định thì trong lúc mà hai bên còn có việc vui vẻ, làng xóm vui vẻ thì chúng ta cần phải xác định được ranh cách chính xác, sử dụng các cột mốc mà tránh cái việc phát sinh, như là sử dụng một cái lũy tre để mà làm cái ranh thì nó dậy nhảy ra những cái vấn đề khác, nó càng rộng thì nó càng khó. Cho nên chúng ta chỉ sử dụng một những cột mốc ổn định. Phát sinh cái vấn đề về tranh chấp quyền sử dụng đất liên quan đến thừa kế chẳng hạn thì như vậy thì khi mà muốn để lại tài sản cho con cái thì trước tiên là chúng ta có thể là phân chia trước, cho trước, chuyển nhượng trước, hoặc là chúng ta viết di chúc có theo đúng quy trình, đúng cái trình tự thủ tục theo quy định pháp luật. Thì như thế thì cái việc phân định tài sản sau khi cái người mất để lại được tránh được cái việc tranh chấp. Tranh chấp đất đai là tranh chấp có thủ tục khá phức tạp và kéo dài. Chính vì vậy, việc hạn chế phát sinh tranh chấp ngay từ đầu là điều cần thiết để không phải mòn mỏi trong dòng kiện tụng như bà Nguyễn Ngọc Lợi sau 14 năm trời theo đuổi vụ kiện đòi lại đất mà vẫn chưa có kết quả. Hiện nay, tranh chấp đất đai không những gia tăng về số lượng mà còn phức tạp về tính chất. Do vậy, người dân cần biết những quy định sau đây để làm đúng khi cần giải quyết các tranh chấp liên quan tới đất đai. Đối với tranh chấp, ai là người có quyền sử dụng đất thì bắt buộc phải được hòa giải tại Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn, nơi có đất tranh chấp. Đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất, thì không bắt buộc phải thực hiện thủ tục hòa giải tại Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn, nơi có đất tranh chấp trước khi khởi kiện. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được quy định như sau. Tranh chấp đất đai mà đương sự có giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án Nhân dân giải quyết. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai thì đương sự được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai sau đây. Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện hoặc cấp tỉnh, hoặc khởi kiện tại Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi có đất tọa lạc. Chuyên mục Biết để làm đúng đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.